Sau hai ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilee. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilee, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilee, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capharnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Người sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào ngày thứ hai đầu tuần sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Và trong suốt tuần này chúng ta sẽ được nghe những đoạn chia sẻ tin mừng theo Thánh Gioan Tông đồ. Và với ngày thứ hai hôm nay, chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu đã chữa lành cho viên sĩ quan. Chúng ta biết rằng từ tin trong tin mừng theo Thánh Gioan là một động từ chứ không phải là một danh từ. Và từ tin này luôn luôn phải đưa đến một hành động, một năng động thực sự. Đức tin của viên sĩ quan trong tin mừng hôm nay là như vậy. Ông đã tin vào những gì Chúa Giêsu nói. Và chúng ta biết người viên sĩ quan trong tin mừng hôm nay là một người dân ngoại. Nhưng ông đã tin và đưa ông đến một hành động. Đức tin của người viên sĩ quan dân ngoại này không đặt vấn đề, không thắc mắc và chỉ có hoàn toàn tín thác vào lời của Chúa. Và khi người nô lệ kể lại cho ông nghe rằng con trai của ông đã lành bệnh, thì ông nhớ lại vào cái khoảnh khắc mà Chúa Giêsu nói với ông. Ông tin sao thì được như vậy. Như thế cho chúng ta thấy được rằng chúng ta là những người theo Chúa, là những người Kitô hữu. Chúng ta đã sống đức tin của mình như thế nào? Chúng ta có mạnh mẽ tin vào lời của Chúa như viên sĩ quan dân ngoại trong tin mừng ngày hôm nay không? Một đức tin đưa đến hành động, một đức tin phó thác. Và trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta cần phải có một đức tin như vậy. Đức tin đưa đến hành động. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng ta.